Xin chào tất cả các bạn, mình là Hải. Như bạn cũng biết thì bàn phím cơ với hệ thống LED RGB hiện đang khá là phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên những khoảng thời gian trước đây thì các bạn phải bỏ ra một cái khoản tiền tương đối lớn để có thể là sở hữu được những chiếc bàn phím cơ như vậy. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì mình đang có ở đây chiếc bàn phím cơ Dell DK880 mà mình mượn ở bên cửa hàng iPad PC. Thì chiếc bàn phím này có một cái mức giá rất là rẻ, nó hội tụ đầy đủ những yếu tố của mì tôm luôn, ngon bổ rẻ, chỉ có 880.000 mà thôi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi cho các bạn bài mở hộp cũng như trên tay nhanh về cái sản phẩm này để xem liệu rằng là với cái mức tiền là như vậy và những cái gì mà chiếc bàn phím này mang lại thì chúng ta có nên bỏ số tiền là 880.000 ra để mua nó về hay không nhá. Nhìn qua một chút về phần vỏ hộp cũng như là cách đóng gói, ở mặt trên thì chúng ta sẽ có một cái logo của hãng là Dell, một cái hình của chiếc bàn phím cơ Dell DK880 và cũng như một vài tính năng khác. Ở mặt dưới thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Gaming Series để thể hiện rằng là chiếc bàn phím này hãng dành riêng cho game thủ, và cũng có một vài những cái điểm đặc biệt khác mà hãng muốn nhấn mạnh trên chiếc bàn phím này. Ở các cạnh bên thì chúng ta chỉ có logo Dell và cũng như là tên của sản phẩm là DK880. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái thông tin để có thể tùy chọn về màu sắc của chiếc bàn phím cũng như là bốn loại switch. Cách đóng gói thì cũng tương đối là đơn giản. Khi mà các bạn mở cái hộp này ra thì các bạn sẽ thấy ngay đó chính là chiếc bàn phím của chúng ta Dell DK880, và đây cái phiên bản của mình là blue switch cộng với lại là màu đen. Ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái key puller mà cũng như là có một tập sách hướng dẫn sử dụng, và các bạn đừng vứt cái tập sách hướng dẫn sử dụng đi nhá, bởi vì nó sẽ cho các bạn biết cách để có thể là thay đổi và cũng như là điều chỉnh cái hệ thống đèn led ở trên chiếc bàn phím này. Mình xin chia sẻ về hệ thống led RGB đầu tiên vì đây chính là điểm đặc biệt nhất của chiếc bàn phím này. DK880 thì được trang bị tới 20 chế độ led khác nhau và các bạn có thể tùy chỉnh thông qua các phím từ F7 cho đến F12. Ngoài ra các bạn có thể tùy chọn màu led bằng phím scroll lock, tăng giảm độ sáng bằng phím điều hướng lên xuống, điều chỉnh hướng chạy của led bằng phím trái phải, và tất nhiên là phải kết hợp cùng phím chức năng FN. Thực tế qua trải nghiệm của mình thì mình nhận thấy là cái chiếc bàn phím cơ Dell DK880 nó có một cái hệ thống led khá là đẹp và cũng tương đối là đa dạng. Tuy nhiên thì do nó vẫn chỉ ở phân khúc giá rẻ cho nên nó vẫn sẽ tồn tại một vài điểm yếu. Thứ nhất là nó sẽ không có những cái phần mềm để chúng ta có thể tùy chỉnh đèn led và cũng như là tùy chỉnh thông số của bàn phím ở trên máy tính. Thứ hai là do bóng led được đặt ở phía trên của switch chứ không phải là chính giữa cho nên ánh sáng sẽ không được đều. Đối với những cái phím chữ thì sẽ không rõ ràng để nhận ra. Tuy nhiên đối với những cái phím số hay dãy phím F có thêm nhiều chế độ thì có thể thấy là phần dưới của phím gần như không sáng. Mặc dù tấm nền được làm bằng màu trắng để có thể hát sáng tốt hơn nhưng cũng không thực sự là đáng kể. Nhưng nói gì thì nói thì hệ thống đèn led ở trên DK880 cũng đã vượt hơn tầm giá rất nhiều rồi. Tiếp theo là về thiết kế. Như các bạn có thể thấy thì giống như hầu hết những sản phẩm trước, chiếc bàn phím Dell DK880 sẽ không chú trọng quá vào thiết kế cầu kỳ hay hầm hố, mà nó sẽ giống như những sản phẩm đến từ Leopold hay IKBC, vừa trang nhã thanh lịch lại vừa có nhiều không gian sử dụng. Chất liệu được sử dụng để cấu thành lên sản phẩm hoàn toàn bằng nhựa, rất dễ bám mồ hôi và nhanh cũ sau một khoảng thời gian sử dụng. Chiếc bàn phím được thiết kế với dạng TKL với layout là 87 phím bấm, rất nhỏ gọn và khá tiện lợi cho những bạn nào có nhu cầu phải di chuyển nhiều. Keycap của Dell DK880 thì sẽ được làm bằng nhựa ABS với công nghệ in ký tự bằng laser. Các bạn có thể dễ dàng thay đổi keycap của chiếc bàn phím này. Bề mặt của phím thì sẽ được phủ nhám cho cảm giác bấm chắc tay và thích hơn tương đối nhiều so với người Anh là DK87. Phông chữ trên keycap của DK880 cũng đẹp và khỏe khoắn hơn. Tuy nhiên đối với cá nhân mình thì nét chữ lại hơi dày và có phần là hơi thô. Phần rìa của nhiều nút thì trông khá là lem nhem và dù không bám vân tay nhưng keycap này lại dễ bám bẩn, khó lau chùi và phím có cảm giác là hơi lỏng, không được chặt chẽ cho lắm nếu so với những đối thủ khác như là Fullength FM680. Dãy phím multimedia thì cũng được trang bị ở trên dãy phím F và hoạt động thông qua phím chức năng FN. Dell DK880 thì sẽ được trang bị D-Switch nâng cấp chất lượng hơn về độ sâu và cũng như là kết cấu do chính Dell sản xuất. Chất lượng của loại switch này thì tương đối tốt và được khẳng định trên những cái mẫu bàn phím cơ của hãng trước đây. Chúng hoạt động cực kỳ trơn tru và tỏ ra bền bỉ. Tuy nhiên cảm giác gõ vẫn chưa thể bằng được các loại switch cao cấp. D-Switch ở trên DK880 cho cảm giác cứng hơn nhưng các bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể làm quen với nó. Điểm mạnh ở trên sản phẩm này là chúng ta có tới 4 tùy chọn switch được in trên vỏ hộp. Đó chính là Black, Blue, Brown và Red để có thể phù hợp với từng mục đích sử dụng. Đây cũng được coi là một lợi thế cạnh tranh lớn của DK880 so với những các đối thủ ở trong phân khúc giá. Phía dưới là hai chân phụ giúp nâng cao bàn phím, chất lượng hoàn thiện tương đối tốt và rất chắc chắn, hạn chế tối đa việc bị gập hay kênh bàn phím khi mà các bạn di chuyển sản phẩm nhiều trên mặt bàn. Dây kết nối của DK880 thì sẽ được bọc cao su đơn thuần chứ không phải bọc dù với chuẩn kết nối là USB 2.0. Tóm cái váy lại thì mình nhận thấy là với mức giá của sản phẩm này chỉ là 880.000 mà thôi, mà những cái gì chúng ta nhận lại được thì mình nghĩ là nó hơn giá tiền rất nhiều. Các bạn sẽ có một cái switch tương đối là ổn định và nó cũng không quá là rẻ tiền, nó không quá là tệ như là những cái switch clone Cherry khác ở trên thị trường.
Hơn nữa chúng ta có tới 4 tùy chọn switch để các bạn lựa chọn. Cái thứ hai đó chính là với hệ thống đèn LED thì nó có tới 20 chế độ mình đã chia sẻ ở bên trên. Rất là đẹp, rất là đa dạng. Điểm yếu duy nhất của nó là cái đèn LED nó hơi yếu một chút và ánh sáng nó không được đều. Và tất nhiên là cái độ hoàn thiện của nó thì cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà mình vẫn phải nhấn mạnh lại là đây chỉ là một cái bàn phím giá rẻ mà thôi. Và mình nghĩ là với cái giá tiền và những cái gì cái sản phẩm này mang lại thì mình nghĩ đây là một trong những chiếc bàn phím mà các bạn đáng mua nhất ở trong phân khúc giá là dưới 1 triệu đồng. Và các bạn có đồng ý ý kiến của mình hay không, hay là các bạn muốn mình làm thêm video về chủ đề gì khác ấy, thì hãy để lại cho mình một ý kiến ở phần comment phía bên dưới nhé. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay và bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe cộng review để có thể ủng hộ mình và cũng như là ủng hộ kênh. Trước khi kết thúc video thì mình xin gửi lời cảm ơn tới Alpha PC đã cho mình mượn cái sản phẩm này để có thể là gửi tới các bạn video mở hộp nhận đánh giá trên tay chiếc bàn phím Dell DK880. Còn bây giờ thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế. Bye bye.